Xin chào mừng các bạn đã cùng đến với tạp chí game số 132. 7 ngày qua, làng game thế giới tiếp tục chứng kiến hàng loạt những thông tin mới về các tựa game sắp ra mắt, về những đội ngũ làm game, những công nghệ tiên tiến nhất trong việc phát triển game cùng các sự kiện, giải đấu thể thao điện tử trên toàn cầu. Và tất nhiên đừng quên những tựa game mà các bạn nên chơi trong mục phải chơi ngay, cùng những màn giao lưu thú vị trong góc nhỏ khoảnh khắc game. Ngay bây giờ như thường lệ, hãy ngồi xuống và cùng mình đi một vòng quanh game nhé. Nhà phát triển Colossal Order của Cities Skylines 2 cho biết họ sẽ không vội tung ra DLC trả phí cho game, chừng nào vấn đề hiệu năng hoạt động của game còn chưa được xử lý. Thực tế thì ngay từ trước khi ra mắt, nhà phát hành Paradox Interactive và Colossal Order đã cho biết một số người chơi Cities Skylines 2 có thể gặp vấn đề về hiệu năng, tuy nhiên họ vẫn quyết định sẽ phát hành game vì đây là cách làm tốt nhất. Và từ đó đến nay, nhiều bản patch đã được tung ra để giải quyết những vấn đề nhỏ trong game. Tuy nhiên, Cities Skylines 2 vẫn sẽ tiếp tục được nâng cấp hơn nữa trước khi nhà làm game bắt đầu nghĩ tới việc kiếm tiền thông qua các bản DLC trả phí. Cuối tuần qua, giải thưởng Golden Joystick Award 2023 đã diễn ra nhằm tôn vinh các tựa game ở nhiều hạng mục khác nhau, với Baldur's Gate 3 trở thành cái tên thành công nhất. Sau đây là danh sách những tựa game chiến thắng ở sự kiện này. Kể chuyện tốt nhất, Baldur's Gate 3. Giải thưởng game vẫn còn được chơi, Still Playing Award, No Man's Sky. Thiết kế phần nhìn tốt nhất, Baldur's Gate 3. Studio của năm, Larian Studio. Bản mở rộng tốt nhất, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Game Indie hay nhất, Sea of Stars. Game VR hay nhất, Horizon Call of the Mountain. Game chơi multiplayer hay nhất, Mortal Kombat 1. Âm thanh hay nhất, Final Fantasy 16. Game có trailer hay nhất, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty. Game theo dõi thông qua stream hay nhất, Valorant. Cộng đồng game tuyệt vời nhất, Baldur's Gate 3. Phần cứng game tuyệt vời nhất, PSVR 2. Giải đột phá, Cocoon, Geometric Interactive. Lựa chọn của giới chuyên môn, Alan Wake 2. Diễn viên và vai chính tốt nhất, Ben Starr, Final Fantasy 16. Diễn viên vào vai phụ tốt nhất, Neil Newborn, Astarion, Baldur's Gate 3. Game Nintendo của năm, The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Game PC của năm, Baldur's Gate 3. Game Xbox của năm, Starfield. Game PlayStation của năm, Resident Evil 4. Game được chờ đón nhất, Final Fantasy 7 Rebirth. Ultimate Game of the Year, Baldur's Gate 3. Đầu tuần này, sự kiện game lớn bậc nhất trong năm The Game Awards cũng đã chính thức công bố những đề cử của mình, trong đó Alan Wake 2 và Baldur's Gate 3 là hai cái tên dẫn đầu, với mỗi trò chơi mang về tới 8 đề cử trong tổng số 31 hạng mục trao giải, và sau đây là danh sách cụ thể các đề cử. Grounded,
Từ game giả lập sinh tồn nơi chúng ta hóa thân vào những đứa trẻ bị biến nhỏ trong thế giới tự nhiên rộng lớn đã chính thức bổ sung vào công cụ sáng tạo hoàn chỉnh thông qua chế độ chơi Playground từ ngày 13 tháng 11. Playground sẽ cho phép chúng ta tạo ra các bản đồ custom cũng như chế độ chơi hoàn toàn theo ý muốn với độ hoàn chỉnh gần giống với công cụ mà chính các nhà phát triển đang sử dụng. Thậm chí chúng ta còn có thể dễ dàng chia sẻ những công trình mà mình tạo ra với người chơi khác, bao gồm cả nhiều chế độ chơi mới như đua xe hay chiến đấu trong đấu trường bên cạnh việc sinh tồn như hiện nay. Thời gian qua, tựa game The Finals của Embark Studio đã tiến hành giai đoạn Open Beta trên mọi nền tảng và dường như trò chơi này đã có một thời gian thành công, hứa hẹn trở thành một sản phẩm hit trong tương lai khi không chỉ có cho mình 7,5 triệu người chơi trong 2 tuần Open Beta mà còn là cái tên được đưa vào danh sách wishlist nhiều nhất trên Steam. The Finals dự kiến sẽ ra mắt chính thức vào năm sau hoàn toàn miễn phí với bối cảnh nơi người chơi tham gia vào một chương trình game show trực tiếp. Điểm mạnh của The Finals là khả năng cho phép người chơi phá hủy môi trường vô cùng tự do, nhìn vào việc Embark Studio vốn được thành lập bởi nhiều cựu nhân viên từng phát triển Battlefield. Tiếp theo sẽ là một số tin vắn đáng chú ý có trong làng game tuần qua. Sau 20 năm, mới đây một bản game mẫu dành cho trò chơi lấy nhân vật chính là anh chàng Daredevil dành cho PS2 đã được tìm thấy. Trò chơi này có tên The Man Without Fear, dựa theo tập truyện của Frank Miller và không may đã bị hủy bỏ vào năm 2003. Chúng ta có thể thấy Daredevil chiến đấu với Kingpin và Elektra. Vốn dĩ trò chơi này có kinh phí khá ít, tuy nhiên sau khi biết rằng Sony đang phát triển bộ phim với Ben Affleck vào vai Daredevil vào thời điểm đó, dự án này đã phình to trở thành một trò chơi thế giới mở. Sau nhiều lần thay đổi ý tưởng cộng thêm nhiều scandal nổ ra trong đội ngũ phát triển, Marvel đã không đồng ý cho trò chơi ra mắt bởi nó dựa quá nhiều vào ý tưởng của Sony. Một người bán lại video game vừa qua đã phát hiện ra hàng trăm sản phẩm game còn nguyên siêu của Nintendo và Sega tại một kho chứa hàng ở Nebraska. Đây là những sản phẩm game dành cho SNES, Sega CD, Genesis, Saturn và 3DO được bảo tồn nguyên vẹn trong khu vực đã đóng cửa từ năm 1994. Một số sản phẩm đáng tiền trong số này có thể kể tới như Chrono Trigger của SNES có giá 2.400 USD, hay Teenage Mutant Ninja Turtle 4, Turtle in Time được bán với giá 1.400 USD, hoặc Final Fantasy 3 có giá trên 1.200 USD. Một sản phẩm board game God of War do Simon phát triển vừa được công bố dựa theo phiên bản game ra mắt năm 2018 với câu chuyện kể về Kratos và con trai Atreus. Hiện tại chưa có nhiều thông tin về nó được đưa ra, chỉ biết rằng sản phẩm này sẽ bao gồm những bức tượng đúng chất Simon và được làm với sự kết hợp chặt chẽ cùng Santa Monica Studio và Sony Interactive Entertainment. Một chương trình Kickstarter sẽ sớm được tổ chức vào năm sau và dự kiến board game này sẽ đến tay người chơi vào năm 2025. Các fan của MCU nói chung và bộ phim Avengers Endgame nói riêng chắc chắn sẽ nhớ cảnh tượng hai nhân vật Korg và Mif đang chơi Fortnite sau khi Thanos thi triển cú búng tay kinh điển, xóa sổ một nửa sinh vật sống 5 năm trước đó. Một điều thú vị là dù lấy bối cảnh năm 2023, tuy nhiên nhiều người khi đó cho rằng việc hai nhân vật này đang chơi Fortnite Chapter 1 là sai lệch bởi map đấu của trò chơi này đã thay đổi nhiều rồi, phải không? Vậy nhưng với việc Fortnite OG đưa ra bản đồ đầu tiên của game trở lại những ngày qua thì tình tiết trong Endgame lại trở nên cực kỳ hợp lý, đúng là một pha tiên đoán thú vị. Như đã đưa tin, phiên bản Modern Warfare 3 Reboot vừa ra mắt mới đây không được lòng game thủ lắm khi sở hữu phần chơi chiến dịch vừa ngắn, vừa bị đánh giá là không thú vị như xưa. Tất nhiên với chất lượng như vậy, việc game bị bom review là không tránh khỏi. Tuy nhiên, vấn đề là nhiều game thủ đã đánh giá tệ nhầm cho phần game Modern Warfare 3 gốc ra mắt từ năm 2011. Nhiều người đã nhầm lẫn hai phần game này với nhau và thế là trò chơi năm xưa đã không may nằm không ăn đạn. Trong phân đoạn House of Hope của Baldur's Gate 3, người chơi sẽ gặp gỡ Halif, một nhân vật có vẻ ngoài tương đồng với Raphael bởi hắn có khả năng biến dạng thành thứ mà người chơi khao khát nhất. Tuy nhiên, một điều đáng chú ý là nhân vật này mặc một bộ đồ lót da và các fan của Baldur's Gate 3 đã tiến hành dịch lại dòng chữ có trên bộ đồ này. Theo đó, dòng chữ này có nghĩa 1.000 tình nhân trong một cơ thể. Đúng với khả năng của nhân vật này, một phát hiện khá hay ho đấy chứ. Mới đây, God of War Ragnarok đã tung ra một đoạn video với tựa đề Midgard Mishap True Behind the Scene khá hài hước, tổng hợp một số lỗi thú vị trong quá trình Santa Monica tạo ra bom tấn này. Nhiều người sau khi xem video đã cảm thấy trân trọng hơn với công sức của các nhà làm game khi họ phải giải quyết rất nhiều vấn đề trong quá trình tạo ra sản phẩm của mình. Một số người khác thì cà khịa rằng khi Bethesda xem video, họ sẽ tự hỏi những hình ảnh này không phải là trailer game chính thức à? This way, Kratos. You want some of this? You see it now. Knowledge. Truth. All truth. All the answers. Find out why we're here, learn how to change. Be
Atreus! So... Atreus! Atreus, to me! Atreus, now! Maybe we should get going. Kazushige Nojima, biên kịch chính của Final Fantasy VII Rebirth mới đây đã chia sẻ rằng ông không muốn block hoặc mute quá nhiều fan, tuy nhiên ông liên tục bị làm phiền bởi người hâm mộ thường xuyên liên lạc, nói với ông rằng nên giết đi nhân vật nào. Final Fantasy VII Rebirth sẽ kể tiếp câu chuyện của Final Fantasy VII Remake và sẽ tiến đến một trong những khoảnh khắc đau đớn nhất trong lịch sử video game mà có lẽ đến giờ hầu hết mọi người đều biết rồi. Vậy nhưng cũng như phần game trước, Rebirth hứa hẹn sẽ mang lại nhiều thay đổi quan trọng, kể cả việc có thể nhân vật khác sẽ được lựa chọn để bay màu, và các fan thì luôn sục sôi về vấn đề này, dẫn tới hành động quấy rối biên kịch của trò chơi. Trong cuộc phỏng vấn mới đây tại BlizzCon 2023, phó chủ tịch và nhà sản xuất cho World of Warcraft Holy Rondale đã chia sẻ rằng mặc dù họ đang tập trung vào việc phát triển 3 phiên bản mở rộng cho tựa game này, tuy nhiên họ cũng đã bàn luận về việc đưa World of Warcraft lên console rất nhiều lần, nhất là khi nay Blizzard đã về một nhà với Microsoft. World of Warcraft ra mắt từ năm 2004 và đang tiến đến dịp kỷ niệm 20 năm của nó, và tất nhiên chỉ mới có thể chơi trên PC trong suốt khoảng thời gian đó. Khi được hỏi rằng liệu vấn đề kỹ thuật có là rào cản ngăn chặn World of Warcraft đặt chân lên console hay không, Rondale nói rằng ông không nghĩ vậy. Thay vào đó, việc tiếp cận game thủ console sẽ cần một hướng tiếp cận mới, và đây là điều mà Blizzard có thể sẽ tập trung giải quyết trong tương lai. Hơn 26 năm có mặt trong ngành game, với hàng loạt phần game cả trong mạch truyện chính, lẫn các tựa game spin-off và bản mở rộng, tuy nhiên một bí ẩn cực lớn của vũ trụ Fallout vẫn chưa được giải đáp, đó là thế lực nào đã thả quả bom nguyên tử đầu tiên trong thế giới này. Và mới đây, cha đẻ của series, Tim Kaine đã giải đáp một phần bí ẩn trên trong cuộc phỏng vấn. Theo đó, Trung Quốc chính là cái tên đã thả quả bom nguyên tử đầu tiên trong vũ trụ Fallout nhằm đáp trả việc Hoa Kỳ liên tục thử nghiệm một loại vũ khí sinh học mang tên FEV, dù nó trái pháp luật. Loại vũ khí này chính là Forked Evolutionary Virus, thứ đã tạo ra hàng loạt sinh vật kinh hoàng như Red Scorpion hay Deathclaw. Tất nhiên, nếu là một game thủ Fallout kỳ cựu, thì bạn cũng sẽ biết rằng Trung Quốc và Hoa Kỳ đã hàm hè nhau từ lâu, chứ chưa cần phải đợi tới khi FEV xuất hiện, và điều gì phải đến cũng đã đến. Như đã biết, Modern Warfare 3 ra mắt và nhận về đánh giá không hề khả quan khi mà phần chơi đơn của nó được đánh giá cực kỳ tệ, thậm chí một bộ phận fan còn cho rằng nó tệ nhất trong toàn bộ dòng game này. Chính vì vậy, câu hỏi về việc Sledgehammer Game làm game có tâm hay không đã được đặt ra. Ngay lập tức, nhà phát triển này đã phản pháo, khẳng định vô cùng tự hào với Modern Warfare 3 rằng đây là một tựa game được làm ra bằng tình yêu. Trước đó, Bloomberg cũng hé lộ rằng quá trình Modern Warfare 3 được tạo ra vô cùng mệt mỏi do quy trình phát triển bị chồng chéo của thương hiệu này, khiến cho các nhà làm game phải làm việc xuyên đêm và cả dịp cuối tuần trước khi game ra mắt. Tuy nhiên, Sledgehammer lại cho rằng họ đã lên kế hoạch từ đầu về việc Modern Warfare 3 sẽ là một hậu bản ấn tượng như thế nào. Song giờ thì có lẽ nhiều người sẽ thấy rằng phần chơi đơn của nó thực tế không hề ấn tượng đến vậy. Ông chủ của Blizzard, Mike Ibarra, mong muốn công ty này sẽ có thể phát triển thêm nhiều sản phẩm mobile nữa nhằm mang những thương hiệu nổi tiếng của họ lên mọi nền tảng. Theo đó, mobile được đánh giá là thị trường phát triển cực mạnh của Blizzard, với những sản phẩm như Warcraft Rumble hay Diablo Immortal tiếp tục kiếm về bộn tiền cũng như liên tục nhận được sự hỗ trợ phát triển từ hãng. So với game thủ, rõ ràng là Diablo Immortal không được lòng chúng ta kể từ khi nó được công bố tới khi ra mắt bởi vấn nạn hút máu được tận dụng triệt để. Tuy nhiên, với Blizzard, có vẻ mọi thứ vẫn chưa dừng lại đâu. Chủ tịch của Nintendo Suntaro Furukawa vừa qua đã từ chối nói về kế hoạch của họ với thế hệ console tiếp theo sau khi Switch cán mốc 132,46 triệu máy tiêu thụ từ khi ra mắt. Điều này đồng nghĩa chỉ cần có hơn 21 triệu máy Switch được bán ra nữa thôi thì chiếc máy này sẽ trở thành máy chơi game bán chạy nhất trong lịch sử Nintendo, vượt qua Nintendo DS. Và nếu vậy, Switch sẽ chỉ còn đứng sau PS2 mà thôi. Về mặt bán game, Mario Kart 8 Deluxe vẫn là cái tên bán chạy nhất trên Switch với 57,01 triệu bản game. Đứng thứ hai là Animal Crossing New Horizon và tiếp đó là Super Smash Bros. Ultimate. Tuy nhiên, khi được hỏi về tương lai của hãng, Nintendo lại giữ im lặng hoàn toàn, dù những tháng qua liên tục những tin đồn về thế hệ console mới của họ xuất hiện trên mạng khiến cộng đồng sôi sục.
Tuần trước không kèn không trống, Valve đã bất ngờ tung ra model Steam Deck OLED với hàng loạt cải tiến ấn tượng, giúp tăng cường tốc độ ghi nhớ, thời lượng pin lâu hơn, kiểu dáng nhẹ, mỏng hơn và màn hình 7.4 inch OLED lớn hơn với tốc độ làm tươi 90Hz. Đây rõ ràng là những cải tiến mà người sử dụng Steam Deck vô cùng chờ đợi, đặc biệt là về màn hình hiển thị và thời lượng pin. Steam Deck OLED cũng sẽ sở hữu bộ nhớ lên tới 1TB SSD. Một vài cải tiến trong số này cũng sẽ đến với model LCD cũ, cùng với nhiều cải tiến hơn nữa dành cho mẫu máy cũ thông qua một bản firmware update. Steam Deck OLED được bán với giá 479 bảng Anh cho phiên bản 512GB và 569 bảng cho phiên bản 1TB. Trong khi đó, Steam Deck cũ cũng được giảm giá, đưa phiên bản 512GB xuống 389 bảng, 256GB là 349 bảng và 64GB đã chỉ còn 309 bảng. Eiji Aonuma, nhà sản xuất lâu năm của series huyền thoại từ nhà Nintendo The Legend of Zelda, đã được phong tước hiệp sĩ vô cùng danh giá tại Pháp. Nhà làm game kỳ cựu này được phong tước hiệp sĩ trong lĩnh vực nghệ thuật và văn chương bởi Bộ trưởng Văn hóa Pháp. Với việc có được vinh dự này, Eiji Aonuma sẽ cùng với huyền thoại Shigeru Miyamoto của Nintendo trở thành một trong số rất ít các nhà làm game được phong tước hiệp sĩ. Một vài cái tên khác bao gồm Michel Ancel, nhà thiết kế đứng sau Rayman và Beyond Good and Evil, Frederick Reynolds, cha đẻ của Alone in the Dark, và Peter Molyneux của Fable. Phần game mới nhất của Zelda, Tears of the Kingdom đã trở thành cái tên bán chạy nhất trong series, đạt con số 20 triệu bản game trong thời gian cực ngắn, và tất nhiên cũng đánh giá vô cùng cao. Retro Studio, tác giả của nhiều phần game Metroid Prime và Donkey Kong, đã từng có dự định tạo ra một tựa game giải đố góc nhìn thứ nhất từ tựa Portal mang tên Adept. Tuy nhiên, Nintendo đã không đồng ý với dự án này bởi họ không hiểu rõ game sẽ như thế nào. Dự án này được đặt ra sau khi Retro hoàn thành Metroid Prime 3, thậm chí một bản chơi mẫu đã được tạo ra trước khi bị Nintendo từ chối đẩy nó thành một dự án chính thức. Adept khá giống Portal, tuy nhiên thay vì những cổng dịch chuyển, người chơi sẽ sử dụng các hình trụ tròn với nhiều tác dụng khác nhau như dịch chuyển tức thời, tạo lực đẩy hay mang nhiều nguyên tố khác nhau. Thay vì hai cổng, người chơi có thể sử dụng nhiều hình trụ khác nhau, có khả năng hỗ trợ vừa giải đố vừa chiến đấu. Một chi tiết khá hài hước là khi lập trình viên Paul Tozo muốn thuyết phục Kensuke Tanabe, nhà sản xuất của Nintendo về sự hay ho của Adept, anh đã muốn gửi một bản game Portal cho Tanabe để so sánh. Tuy nhiên, Nintendo lại không nhận bản game này với lý do chính sách của công ty nghiêm cấm họ nhận quà. Phải chăng bản game Portal này bị xem là một món quà hối lộ để Adept được thông qua? Đúng là Nintendo Nhật Bản vô cùng cứng nhắc. Cuối tuần qua, hai trận bán kết đáng chú ý tại chung kết thế giới giải đấu League of Legends 2023 đã diễn ra, và sau khi cặp trận giữa WBG và BLG kết thúc với tỷ số 3-2 cùng màn thể hiện xuất sắc của Top God The Side, mọi ánh mắt của người hâm mộ đã đổ dồn vào cuộc gặp gỡ đỉnh cao giữa T1 và JDG, đội tuyển được mệnh danh là mạnh nhất hiện tại. Nếu chiến thắng, JDG sẽ có cơ hội lớn hoàn thành Golden Road của mình. Tuy nhiên, mọi con đường đều phải dẫn tới Faker, đường giữa, tuyển thủ xuất sắc nhất lịch sử Liên minh Huyền Thoại, khi mà anh cùng với các đồng đội đã đập tan giấc mơ của Ruler cùng JDG phía bên kia chiến tuyến. Đúng như kỳ vọng, cuộc đối đầu giữa T1 và JDG diễn ra vô cùng căng thẳng khi hai đội ăn miếng trả miếng, mỗi đội có cho mình một chiến thắng sau hai ván đấu đầu tiên. Kịch tính đẩy lên cao ở game đấu thứ 3, khi mà JDG có được lợi thế, có được bùa Baron và dần đẩy vào nhà của T1. Tuy nhiên, Faker đúng với vị thế số 1 của anh đã một tay lấy lại chiến thắng cho đội mình với một pha xử lý không thể nào xuất sắc hơn bằng vị tướng Azir combo luồn ra sau lưng chủ lực Ruler và sử dụng chiêu quấy đẩy ngược đối thủ trở lại, khiến anh chàng xạ thủ này nằm xuống ngay lập tức khi T1 tràn lên, giúp T1 lội ngược dòng, điều mà họ từng làm được rất nhiều lần trong lịch sử. Tưởng chừng chúng ta sẽ có ván game thứ 5, song mọi thứ lại diễn ra khá đơn giản trong game đấu thứ 4 khi mà T1 có một ngày thi đấu xuất sắc, giúp họ chiến thắng với tỷ số 3-1. Cuối tuần này, trận chung kết giữa WBG và T1 sẽ diễn ra. Hãy chờ xem Top God Super Saiyan sẽ là người chiến thắng hay Faker sẽ một lần nữa lên ngôi, viết nên huyền thoại sau một năm 2022 gục ngã vô cùng thất vọng. Call of Duty vẫn đang cố gắng hết sức để xử lý vấn nạn cheater, bảo vệ vị thế hàng đầu của mình. Mới nhất, Activision cho biết họ sẽ vô hiệu hóa dù của cheater trong chế độ Warzone ngay khi bắt đầu game, khiến cho họ rơi xuống ở độ cao 10.000 feet và tất nhiên nát bét khi đáp đất. Đây tiếp tục là một cơ chế khá thú vị mà hệ thống chống cheat của Call of Duty sở hữu, mang tên Ricochet. Hai năm qua, hệ thống này đang liên tục được cải thiện thông qua khả năng học máy, chuẩn bị cho sự ra mắt của Call of Duty Modern Warfare 3 trước sự đổ bộ của cheater. Trước đó, Ricochet đã có thể bật chế độ God Mode cho mọi game thủ khi phát hiện có cheater trong phòng, ngăn cản họ gây sát thương, hoặc khiến người chơi tử tế tàng hình trước mắt cheater, hay xóa bỏ vũ khí của những game thủ xấu chơi này. Với sự tự do của mình, rõ ràng Baldur's Gate 3 là một trò chơi vô cùng phù hợp dành cho các speedrunner. Theo đó, kỷ lục trước đây dành cho May với con số dưới 5 phút. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng nếu chỉ hoàn thành game ở Act 2 thì chưa thật sự tính là phá đảo. Ngay lập tức, May cảm thấy đang bị xúc phạm và quyết định sẽ hoàn thành cả 3 Act của Baldur's Gate 3 chỉ trong 30 phút 22 giây, ít hơn kỷ lục hiện tại khi hoàn thành 3 Act tới 12 phút.
Cách làm của game thủ này cũng vô cùng sáng tạo. Khi có giai đoạn, anh chàng này khiến cho con trùm Orin mắc kẹt trong hình dạng một đứa trẻ và chỉ cần đánh ngất là ta sẽ chiến thắng màn đấu boss này. Nếu muốn học hỏi cách chơi game thần thánh của game thủ này thì hãy tìm video của Mai nhé. Modder Skiver mới đây đã tung ra bản mod The Summoning of Ship cho chúng ta một thiết bị điều khiển nhiều chức năng, trong đó có việc điều khiển tàu vũ trụ từ xa trong Starfield, cho phép ta cho cất cánh hay đáp tàu ngay cả khi nhân vật của bạn đang không ở trong phi thuyền. Thực tế thì về cơ bản chức năng này không quá cần thiết khi mà ta có thể dịch chuyển ngay về khu vực tàu đáp khi đang ở trên một hành tinh. Tuy nhiên khi ta đang mang đồ vượt quá trọng lượng cho phép hoặc đang đối mặt với kẻ thù ở gần thì việc di chuyển sẽ bị khóa, và đây là lúc mà bản mod này có thể giúp đỡ người chơi. Còn không thì việc ấn một nút và nhìn con tàu của bạn bay tới từ xa và đáp trước mặt cũng khá ngầu đấy chứ. Elden Ring và Sekiro vẫn luôn là hai cái tên cực kỳ được yêu thích của From Software, và mới đây con trùm khó nhằn bậc nhất trong Elden Ring, Malenia, đã được đưa vào Sekiro để thử thách người chơi bởi các modder. Theo đó, modder người Trung Quốc Gu Jingzhong đã tạo ra bản mod Land of Rift mang tới nhiều thay đổi, trong đó có việc đưa Malenia vào thế giới của Sekiro. Ngoài ra, bản mod này còn bổ sung hai cơ chế mới hoàn toàn, bao gồm Six Bell A Ritual Patrol và Soul Core. Đây sẽ là một thử thách mới để người chơi chiến cho đỡ buồn, trong khi chờ DLC của Elden Ring hay xa hơn và mù mịt hơn là Sekiro 2 ra mắt. Lại thêm một bản mod với quy mô lớn hơn một sản phẩm mod thông thường, lần này đội ngũ modder Crea Team đã tung ra Sclerosis, An Amnesia VR Remake, phiên bản remake của tựa game kinh dị nổi tiếng một thời Amnesia The Dark Descent mới trên môi trường VR. Sclerosis, An Amnesia VR Remake được phát triển bằng Unity, cho phép game thủ tham gia một lần nữa vào thế giới kinh hoàng này trong môi trường thực tế ảo. Cách thiết kế của Sclerosis, An Amnesia VR Remake cũng được thay đổi hoàn toàn để phù hợp với VR, cho phép ta đẩy cửa hay tương tác với nhiều chi tiết trong môi trường bằng tay ảo, một sản phẩm cực kỳ đỉnh. Microsoft và công ty chuyên về AI InWorld AI đã công bố sự hợp tác trong nhiều năm nhằm tạo ra nhiều công cụ AI cho các studio của nhà Xbox. Những công cụ này sẽ bao gồm một công cụ hỗ trợ thiết kế bằng AI cũng như một Character Runtime Engine AI. Công cụ hỗ trợ thiết kế sẽ sử dụng dữ liệu mà nhà phát triển nhập vào và chuyển đổi chúng thành những kịch bản chi tiết, hội thoại, nhiệm vụ và nhiều hơn nữa. Trong khi đó, công cụ Character Runtime sẽ giúp tạo ra những cách kể chuyện mới hoàn toàn thông qua nhiều câu chuyện, nhiệm vụ và hội thoại. Vào tháng 8, InWorld AI công bố đã nhận được nguồn vốn từ Microsoft để phát triển các công cụ này, đưa giá trị của toàn công ty lên mức 500 triệu đô la Mỹ. Chào mừng các bạn đã đến với Phải Chơi Ngay của tuần này. Hôm nay mình muốn giới thiệu đến các bạn một trò chơi vô cùng kỳ quặc, và thực lòng nếu như bạn không có tính kiên nhẫn thì bạn nên gạt nó ra khỏi đầu là vừa. Còn nếu ngược lại thì đây sẽ là một cái tên vừa kỳ lạ vừa thú vị để chúng ta trải nghiệm trong những ngày tới đấy. Trò chơi của ngày hôm nay là Hans. Cốt truyện của Hans phức tạp hơn nhiều những gì mà nó cần có. Đại khái là trong giai đoạn Thế chiến thứ nhất, các nhà khoa học Đức đã khởi động một dự án mang tên Sigbringer với mục tiêu tìm ra sự bất tử. Sau hàng loạt thất bại, họ hết cả mẫu vật để thử nghiệm và phải tìm tới một thứ tưởng chừng không ai nghĩ ra, một quả dưa hấu. Kỳ diệu thay, dự án thành công và chúng ta có một quả dưa hấu bất tử được đặt tên là Hans. Quả dưa hấu này chứng kiến sự phát triển của xã hội loài người cho tới khi một thảm họa xảy ra, một trường điện từ thay đổi trọng lực cuốn mọi đồ vật lên không trung. Con người để lánh nạn đã tìm tới những vì sao xa xôi, và Han đang trên đường tái ngộ với họ, những người đã bỏ quên mình ở dưới trái đất này. Câu chuyện có phần lằng nhằng quá mức ấy, đơn giản chỉ là để che giấu cho một tựa game có gameplay mà các bạn có thể tưởng tượng là Only Up phiên bản dưa hấu. Điều khó khăn hơn là việc Han sở hữu cơ chế vật lý y như quả dưa hấu thật, khiến cho các pha đáp của ta khó khăn hơn nhiều so với Only Up, đẩy sự bực bội khi thất bại lên cực đại. Đó là còn chưa kể tới những bề mặt có độ nảy sẽ hất ta vào không trung chẳng thương tiếc. Nhưng mà không sao, game có nhạc nền vô cùng chill nên chắc cũng không đến nỗi bạn chơi xong mà đập nát bàn phím hay màn hình đâu nhỉ. Cuối cùng như thường lệ, hãy cùng mình khép lại tạp chí game ngày hôm nay với khoảnh khắc game cùng loạt ảnh flash của các bạn với GG Webplay, ấn phẩm mới nhất của chúng mình sau một khoảng thời gian dài lên kế hoạch và phát triển. Một lần nữa rất cảm ơn sự ủng hộ nhiệt tình của các khán giả phê game, mong rằng chúng mình sẽ tiếp tục có được sự ủng hộ ấy khi tung ra các sản phẩm tiếp theo.
Và vừa rồi là những tấm ảnh cực kỳ đẹp của các bạn. Tối nay hãy cùng mình đến với chủ đề hoàn toàn mới nhé. Đâu là tựa game mà rất nhiều người thích mê, tuy nhiên bạn lại không thể chịu đựng được và vô cùng ghét nó. Hãy để lại bình luận bên dưới video, trên fanpage hoặc Discord cho chúng mình nhé. Tạp chí game tuần này đến đây là kết thúc rồi. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một subscribe cho chúng mình nhé. Ngoài ra hãy truy cập trang Facebook hoặc Discord của Phê Game để hòa mình vào cộng đồng người xem đông đảo cực kỳ nhắn nhít. Và nếu các bạn thật sự yêu mến cũng như muốn ủng hộ nhiều hơn cho Phê Game thì có thể nghiên cứu tham gia chương trình Membership với nhiều ưu đãi đáng giá nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào thứ 5 tuần sau.